Hai thế bấm cơ bản của âm tròn chuẩn Z, chúng ta thích bấm kiểu nào cũng được. Thế dây hai, đây dây năm, dây sáu giải xuống, hoặc là dây năm, dây sáu áp út, ngõ út vô đây. Chúng ta có thể áp dụng vào vòng hòa âm như sau: am, f, c, g. Chỉ bốn hợp âm chúng ta có thể chơi được rất là nhiều bài, và nhiệm vụ của chúng ta là chuyển hợp âm đều vào mỗi ngày để giúp chúng ta quen với những thế tay. Cách làm đơn giản là bên tay phải chúng ta chỉ cần rải xuống thôi là được. Ví dụ: hỡi em yêu ơi, sao mà nu mà nhảy, nu mà nhảy, nu mà nu mà nhảy. Hỡi em yêu ơi hãy yêu anh này, đừng có xem tình là những trò vui đùa. Xuống lên đập lên chuyển, xuống lên đập lên. Mỗi ngày chúng ta tập một chút xíu làm quen với học âm là chúng ta sẽ chơi được. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài tập guitar tiếp theo cùng với chương trình Guitar là Phúc nha. Chúng ta mà đã có đàn rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ chơi được nha quý anh chị và các bạn. Chỉ cần mỗi tối chúng ta siêng năng một xíu, chúng ta chạy ngón cho nó êm chút xíu thôi, không có mất nhiều thời gian của anh chị đâu. Lấy ra chúng ta chạy cua bò ha, sau đó chúng ta vô cái bài hát mình yêu thích luôn bằng cách là chuyển hợp âm bên tay trái trước, tay trái trước nha chứ không phải tay phải. Tay phải chúng ta chỉ cần rẽ nhẹ xuống nè. Ví dụ: em ơi có bao nhiêu, là âm son chuẩn si nè. 60 năm cuộc đời chúng ta để xuống rê, 20 năm đầu si đồ trưởng, sung sướng không bao lâu. 20 năm sau sầu thương cao vời vời, 20 năm cuối là bao. Bất kỳ bài hát nào cũng vậy, chúng ta phải tập chuyển hợp âm tay trái của bài hát đó dễ trước, theo nhịp là từ từ chúng ta sẽ chơi được thôi. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo cùng với chương trình Guitar 5 Phút. Chỉ bằng một bát phở thôi nhưng mà chúng ta chọn được cái dây đàn chính hãng thì chất lượng âm thanh của nó chúng ta cảm thấy cũng được an tâm hơn. Đây là dây acoustic, dây kim loại. Là chính hãng thì nó sẽ có chút khắc gì malic nha, có nghĩa là nó sẽ tiết kiệm cho chúng ta. Và dây chính hãng thì chúng ta sẽ được là hai bộ này chỉ có 150.000 thôi, và được tặng kèm giáo trình đi theo nè. Giáo trình mới nhất là tặng kèm cái tai quay để chúng ta có cái rảnh nè, chúng ta tháo mấy cái chốt này ra dễ dàng. Tai quay này để chúng ta vô dây cho nó đẹp nè, vô dây quấn nhiều vòng cho nó đẹp và nó nhìn nó bắt mắt nè. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta sẽ tặng thêm một cái hộp bích để chúng ta dán vào đây luôn. Đó, đó 150.000 thôi. Hai bộ dây acoustic nè, giáo trình nè, rồi hộp bích, hai cái bích khẩy nè, rồi tai quay nữa. Quý anh chị các bạn có thể đặt, nhanh tay đặt bên dưới nha, nhanh tay. 3, 3, 2, 1. Chắc đu, chắc đu si la. Đô là chúng ta bỏ những ngón áp út lên đây, ngăn ba nè. Si la, 3, 2, 1. Chắc đu, chắc đu si la. Khi chúng ta ra chơi thì chúng ta lấy cái câu intro đó dạo luôn, rất là đơn giản. 3, 3, 2, 1. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, tình xưa bàn cô gặp nhau đêm mấy mưa rơi, tách cà phê ấm môi, mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi. Bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài tập guitar tiếp theo cùng với chương trình Guitar 5 Phút. Đây là lần đầu tiên mà trên tay Khánh được cầm một cặp micro không dây, hát rất là nhẹ và rất là xịn sò như thế này. Pin sạc bên trong, đó là smartphone micro không dây ha. Đây là cục pin sạc của nó nè. Đó, chúng ta cứ sạc như điện thoại rồi, xài được rất là lâu, 5-6 tiếng luôn, chơi thoải mái, rất là dễ lắp luôn. Đó, đèn thì chúng ta chỉ cần bật bấm một cái nhẹ thôi là nó lên đèn. Cục này cũng xài pin sạc luôn và chúng ta cắm vào bất kỳ cái loa kẹo kéo hay là âm ly nào cũng sử dụng được hết. Bây giờ chúng ta bật hai cái cùng một lúc lên nè, và chúng ta đứng gần với nhau luôn, đứng gần âm ly và bật không khí bắt rất là nhẹ nè mọi người nha. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, bật luôn nè, khơi lòng bao nỗi nhớ. Đây là tần số cao nên hút rất là đã, bật hai cái luôn. Trời nắng mưa rất là nhẹ cho ước nào em thơ, mưa rơi từ bao xưa. Micro không dây pin sạc như điện thoại sẽ được Khánh test rất là kỹ và rất là đẹp luôn, sẽ giao tận nơi toàn quốc. Này có thể đặt hàng qua số Zalo ạ. Xin cảm ơn. Mục tiêu của chúng ta là đệm hát
được những bài hát mà chúng ta yêu thích. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tập bài hát mang tên là Hoa Sứ Nhà Nàng, tới điệu Bolero, dây bass 3 2 1 2 3 1 2 3. Tay mình móc, miệng mình đọc khẩu quyết lên và chân mình nhịp chân. Hôm qua mẹ bảo tôi nhớ hoa sứ nhà nàng, ướp cả thôn đại khất, họ hàng cô bác đều khen. Nhờ đàn hái giúp tôi mẫu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôi. Còn bài vẽ chúng ta tập trước, rồi từ từ chúng ta nâng cao từ từ. Guitar 5 phút là tích tiểu thành đại. Bấm theo dõi kênh cùng tập những bài guitar tiếp theo. Quý anh chị các bạn có thấy là dễ không ạ? Thì comment xuống bên dưới. Và đây là bộ không dây A9 cao cấp hơn rất nhiều so với A8 luôn. Đời nâng cấp mới có thể gặp lại được luôn. Tần số nó cao nên hạn chế chống nhiễu rất nhiều. Chơi rất là đã và kết nối đi rất là xa luôn. Âm thanh rất là sạch. Khi đôi môi em còn đỏ, em muốn nói em yêu. Anh men say còn trong hơi thở, lại gần hôn anh, lại gần hôn anh. Anh sẽ để mặt trời gần hôn anh. Tiếng rất là sạch, gắm vào bất kỳ loa âm ly kẹo kéo nào cũng được. Đây nè, một cái gắm vô âm ly, một cái gắm vô đàn guitar điện hay guitar EQ chúng ta cũng được, organ piano điện cũng được luôn, hai cái đều gặp được hả? Đó, rất là đã luôn. Quý anh chị các bạn có thể là đặt hàng bên, có thể tư vấn và giao tận nơi tận quốc. Quý anh chị các bạn xin cảm ơn rất nhiều. Nhiều lần ngầm nguyện muốn ngỏ ý, biết yêu đương sao không thành câu, sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần chậm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lo. Nàng đẹp tưởng ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyên. Nàng ơi hay biết chăng anh đã yêu từ lâu. Chỉ cần là quý anh chị các bạn siêng năng mà chúng ta luyện ngón đi, rồi chúng ta tập vào những cái hợp âm của bài hát mình yêu thích. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về, xuống 6 giây, lên đá nhẹ, chặt vô, lên có 2 nhịp chân. Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi, mà ngỡ con tàu vô sông bờ xa. Nỉ non sao tiếng nhạc kêu chiều, vừa mai xuôi phương ngắm phiêu bạc như thủy chiều. Dẫu trải qua thăng trầm dòng phố, qua bao cuộc bể dâu, mãi dân cho đời bài tình ca đất phương nào. Quý anh chị và các bạn đã tập lâu rồi thì có thể biến tấu chút xíu cho nó hay. Còn đối với anh chị và các bạn mới tập thì chúng ta cứ tập chậm chậm và nhịp chân, đừng có vội vàng gì hết, phải kiên trì mỗi ngày cùng với chương trình Guitar 5 phút. Nè, chúng ta chuyển những hợp âm. Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập. Trống rất là đẹp luôn nha quý anh chị và các bạn, vành bằng inox, cầm rất là chắc tay, rất là nặng và chắc tay luôn, tiếng rất là thanh và vang. Sau khi kiểm tra đầy đủ xong hết rồi thì Khánh sẽ lót trên một lớp để bảo vệ mặt trống nè, lót trước lên một lớp rồi nha. Rồi bỏ bên Khánh sẽ bỏ luôn cái khóa này lên đây luôn. Đó. Sau đó thì mình cho vào hộp, lót rất là kỹ luôn. Đây là quyển giáo trình guitar mới nhất, có vài bài bolero bỏ tặng kèm cho khách luôn. Bỏ vô luôn nè. Sau đó mình lại lót thêm một cái lớp nữa. Đó, quấn lại. Quấn lại cho nó êm, êm mặt trống mình luôn nha. Một lớp. Kèm một lớp. Một hai lớp luôn cho cái mặt trống mình nó cực kỳ êm luôn. Bên Khánh sẽ nhân viên đóng gói, sẽ đóng gói rất là kỹ nha. Đóng gói rất là kỹ, kiểm tra và đóng gói rất là kỹ cho quý anh em. Y chang như vậy, gửi đến tay quý khách hàng luôn. Cảm ơn quý anh chị các bạn rất nhiều. Với 399.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc, nên quý anh chị và các bạn có thể đành tay đặt hàng. Không cần phải đục khoét cái thùng đàn guitar thân yêu của quý anh chị và các bạn, nhưng mà vẫn kết nối ra loa
hoặc bất kỳ loại âm ly nào thì vẫn được luôn, tiếng vẫn khuếch đại là lớn. Cần dùng bộ bít cúp dán AD35, đây là dây đi theo kèm với bít cúp dán này. Volume ở đây luôn, chúng ta chỉnh volume lớn lên. Cúp này có tặng cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dán dự phòng luôn. Tháo cái miếng này ra, cũng dán vào dây số 2 và dây số 3 ở đây. Đầu nhỏ này thì chúng ta gắn vào bít cúp. Có 6 ly thì chúng ta gắm vào âm ly hay là bất kỳ loa kẹo kéo nào cũng được. Nếu chúng ta không chơi nữa, chúng ta chỉ cần rút dây ra. Rồi khi nào chúng ta chơi, chúng ta gắm dây vào luôn, kết nối với âm ly là xong. Với bộ pickup AD35 chỉ với 300.000, đang được ưu đãi miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh chị bạn đặt ngay tại